Alo, mến chào đại gia đình. Chắc mọi người đang thắc mắc sao hôm nay là bà Tám cái đầu bà bù xù dữ vậy nè. Tám cũng như là mọi người đang nằm theo dõi tin tức những cái mà đang gây sốc ở trên mạng hiện nay á, thì mọi người tập trung theo dõi rất là đông đúng không? Đó, vợ chồng của anh Dũng Lò Vôi gì đó với ông Lương Y Võ Võ Hoàng Yên thì cũng cũng như mọi người cũng nằm theo dõi một tí để mà mình cũng coi tình tiết như thế nào. Cũng không chuyện dữ lắm. Nói chứ dù chuyện có như thế nào, mình xem qua một cái clip, bất cứ clip của ai, trong cái clip đó mình cũng đều học hỏi được một ít, không có được nhiều cũng là ít, những cái điều hay điều đẹp ở trong đó, đúng không? Cho nên là cứ việc coi tin tức, coi thời sự, coi chuyện coi này coi kia, nó rất là hữu ích cho mình, nó mở mang kiến thức mình rất là nhiều vậy đó. Thì để Tám Cúc trời, quay lại cái nhiều chuyện của bà Tám nha. Nói hồi phải kể dần câu chuyện cho đại gia đình mình nghe nha, cho nó vui cái không khí mà chuyện tiếu lâm của gia đình Tấm Cúc, ai bước vô là phải có chuyện vui. Thì Cúc cũng không quên kể cho đại gia đình mình nghe một mẩu chuyện của ngày hôm nay, đó là cái chuyện về là coi như là trang trại gà gà giống đó. Cúc cũng hay kể chuyện về con này con kia con vật á, hôm nay kể tới con gà thì cũng có nhiều anh em là mê gà trống đúng không, gà trống đá, gà kiểng, gà này gà kia đó. Thì gà tre, gà tùm lum đó, rất là gà đẹp, coi như là gà móng đỏ, gà móng đen, gà móng xanh, gà tùm lum tà la. Ủa có gà móng xanh đó ta? Chắc gà này nó đi dắp cục đá đó, nó sứt móng rồi nó dập móng. Móng giò bị thúi thì xanh lè. Nói đùa thôi. Thì cái mẫu chuyện như thế này ha, là có hai vợ chồng của cái anh kia là coi như là cũng chủ là trang trại gà gà giống, mà cái loại gà gà đẹp không hả nha, đẹp lắm, các loại là giống gà Tây, gà Úc, gà này gà kia đủ thứ hết. Ta nói nghe là vô trang trại gà là đẹp cực kỳ, gà ta mình cũng có mặt ở trong những cái đám gà đẹp đó luôn. Thì anh chị này mới là đi tới để vừa học hỏi về cái trang trại của mình nè, lại coi cách người ta nuôi như thế nào, loại giống nào tốt, giống nào mà đẹp nhất, giống nào mà ưa chuộng nhất trên thị trường, rồi giống nào mà nó cho là cái giống tốt nhất để mà nó gầy giống lại nữa đó. Thì hai cái vợ chồng của anh này mới đi đến một cái sở mà một cái là trang trại gà đặc biệt lớn hơn của nhà ông bà đó. Thì lúc này đi lại đây có một cái cô hướng dẫn, cô có hướng dẫn đi vô là giống như là mình đi tới cái chuồng gà nào thì mình với giới thiệu với khách hàng là đây là loại gà, ví dụ như gà Tây, gà của Mỹ, hay là gà của Ấn Độ, hay là gà của Việt Nam, hay là gà của Nhật, của gì đủ thứ đó. Thì mỗi một cái giống gà như vậy thì cô này cứ hướng dẫn là gà đó như vậy vậy đó. Thì nhìn qua đây có cái giống gà gọi là gà của là Việt Nam mình nha, gà Việt Nam mà ta nói nghe nó lông nó mướt rượt, công nhận nha, công nhận gà Việt Nam lông dữ nha, lông mướt rượt thì nó mang mấy con gà gà hải ngoại đã, còn đôi khi lông lá nó còn cắt tỉa nó làm màu mè lắm, còn gà 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 thuần túy của Việt Nam á, nó hay để lùm xùm lông lá tùm, nhưng mà nó được cái nó mượt lắm. Cho nên là cái hai vợ chồng của cái anh này mới nói là đây có giống gà Việt Nam mình, thì bắt đầu mới ngừng lại coi trời sao nó đẹp quá vậy. Ta nói nghe lông mượt mà tướng tá u nu u nặng, ta nói nghe cái phao câu chà bá. Cái bắt đầu là coi như là cái chị vợ của anh này mới hỏi cái cô mà hướng dẫn viên đó, cái cô mà để tư vấn đó, thì là gà này là giống giống gì cô, thì cô này là giống Việt Nam, gà 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 nồi, gà đặc biệt luôn đó đó. Thì là vợ chồng của ông này mới hỏi là nó cho giống tốt không cô, thì bắt đầu là cái cô hướng dẫn này có nói là dạ anh với chị là yên tâm đi, cái loại giống gà này ha, một ngày nó có thể là đạp được 30 lần, nó mạnh như vậy đó, một ngày đạp có thể được 30 lần đó. Trời ơi, cái bắt đầu cái nghe vậy cái cô vợ cô giật mình, cái cô vợ của ông này nè, cô đứng kế bên cô giật mình, cái cổ lấy tay của cô ngắt 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 ổng gì nè, ngắt ngắt cái ông hỏi cái gì bà mà nó nhỏ nhỏ sợ cái cô mà hướng dẫn cô nghe, cái bả nói nè ông thấy chưa, ông thấy gà của Việt Nam chưa, gà trống của Việt Nam chưa, trời ơi là trời, một ngày nó đạp mấy chục lần, còn ông mấy chục ngày ông mới đạp một lần, ông còn thua con gà nữa. Bà nói nhỏ nhỏ sợ nghe vậy, nó để chơi con gà ngày nó đạp mấy chục lần, còn ông mấy chục ngày mới đạp một lần đó. Thì bắt đầu là cái cô hướng dẫn này nè,
Thì cổ cũng nghe mang máng nhưng mà cổ cười cũng hơi miếm miếm, nhưng cố tình cổ làm như cổ không nghe nhưng mà cổ vẫn nghe. Thì cổ cũng cười miếm miếm nhưng mà thôi, cổ chuyện của người ta cổ không nói, cổ hơi mắc cười một tí. Thì ông đàn ông ổng mới phát hiện được rồi. Ổng mới phát hiện là cô này cổ nghe vậy, thì bắt đầu ổng mới tìm cách ổng coi như là gỡ gỡ cái cục quê lại vậy đó. Mà người ta nói là phụ nữ dù có lanh, có tài, có thông minh cỡ nào cũng không bao giờ qua đàn ông. Cái này là Tấm cũng khẳng định nghe, đàn ông rất là khôn. Đó. Cho nên là đàn ông phải quyết định là phải là gỡ gỡ gạt lại cái bà này. Bà vừa nói là mình mấy chục ngày mình mới đạp lần, thua con gà ngày nó đạp mấy chục lần. Thì bắt đầu ông này ông mới quay qua ông nói: "Ê cô, vậy cô cho tôi hỏi em, là cái con gà này nè ha, nó giống tốt này nè, một ngày nó có thể đạp được mấy chục lần, nhưng mà cô cho tôi hỏi coi, nó đạp một con hay là đạp nhiều con mà mấy chục lần á cô hả?" Đó, cái bắt đầu cái cô này có nói: "Dạ dạ thưa ông ạ, là nó một ngày nó đạp mấy chục lần mà là đạp với mấy chục con ạ." À, cái bắt đầu ông này lúc này ông mới ổng bắt đầu ông vô mánh là ông mới cười. "Bà nghe chưa, bà nghe chưa, con gà một ngày đạp mấy chục lần nó đạp với mấy chục con khác nhau, còn tôi nè bây giờ bà đưa là mấy chục cô khác nhau tôi đạp cho bà coi." "Không trượt phát nào, cô nào tôi cũng đạp hết, còn một ngày là kêu tôi đạp cho bà mấy chục lần cho tôi đạp thôi." "Đúng không, trời ơi, cổ lạ đi, đạp mỗi lần cổ lạ, mỗi lần người người đi mấy chục cô đi đạp cho mà thấy." Là bắt đầu ông vui lại liền. Thì cả nhà mình thấy là đó là đàn ông thấy không, lúc nào cái trong cái đầu của ổng, đàn ông á lúc nào Tấm cũng nói thật á, là lúc nào cũng hơn phụ nữ một cái đầu. Phụ nữ từ cái thật sự á, nó có những cái nó không có bình tĩnh như đàn ông. Đàn ông người ta bình tĩnh thì người ta suy nghĩ được cái gì, người ta nói là cái gì cũng đừng có vội, cái gì suy nghĩ nó bình tĩnh, nó sáng suốt. Đàn ông được cái tánh là kiên trì bình tĩnh ha. Còn phụ nữ mình không có, là đụng chuyện cái nhảy dựng. Bà nào như bà nấy là đụng chuyện cái nhảy dựng, như dựng xong rồi mới biết mình bậy. Vậy đó, rồi cũng thôi à, cũng bường cho nó qua cơn, cho nó đứt bậy vẫn bường, bường cho nó hết quê luôn. Rồi cái đàn ông ta thấy bường quá, cái đàn ta nhịn luôn. Ta nhịn luôn cái nói người ta sợ cái là bường tới. Giống như là Cúc có từng nói trên mấy clip kia là không có cái người đàn ông nào mà sợ vợ hết, chỉ có người ta là tôn trọng vợ, người ta không có muốn nói để nha mắt mặt vợ, tại vì khi nói ra cũng không có lợi ích gì, mà con mấy bả la chót chát thì thôi nhường mấy bả bước đi đó để tối ngủ cho nó ngon, chứ cự lại là coi như tối là nó nằm giường lèo luôn đó. À, tại gia đình ta nghe Tấm Cúc qua Tấm vui tí xíu ha, thời sự khúc đầu thời sự khúc đuôi, tối ngồi đây ra đang coi nè, rồi ôm gối gì nè, rồi tám cái rồi bắt đầu là cũng đi ngủ. Mến chúc đại gia đình của mình nghe chuyện vui và là ngủ ngon. Bye bye, hẹn gặp lại vào ngày mai.